Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngay góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai đây. Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong nha. À, đường ngay ngã ba luôn nha quý anh chị. Thì vị trí của mình cách khoảng tầm chưa tới 100m là tới đường Dương Mịch Mai, đường 36m rồi nha quý anh chị. À, vị trí mình là kinh doanh buôn bán ha. Thì hôm nay em có một lô góc đây. À, vô góc ngay ngã ba luôn. Vị trí kinh doanh buôn bán hai mặt tiền đường nhựa nha quý anh chị. À, chủ đã bao quanh bờ gạch rồi đây. À, bao quanh rào lưới rồi ha. Ngang là 5m, sâu vào trong là 20m. Chủ đã lên 40m thổ cư rồi. Mà giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi quý anh chị. Giá quá là ngộp luôn ha. Đây này, chủ đã bao quanh rào lưới rồi nè. À, đo ranh cắm móc hết rồi ha. Thì ở đây có hai lô. À, xong rồi mới đến cái nhà nha. À, một lô của mình nè. Lô 5m, hai lô 5m ha. Lô này với lô trong, nhưng mà chủ bán ở lô ngoài thôi, còn lô trong thì đã qua đầu tư rồi nha quý anh chị. Đó, lô này là chưa qua đầu tư, lô gấp hai mặt tiền nha quý anh chị. Vị trí là kinh doanh buôn bán luôn ha. Đầu tư quá là ok luôn. Đó, ở đây là có cái biệt thự lớn luôn nha quý anh chị này. Hướng này là ra ngay trung tâm thành phố huyện luôn ha. Ngay trung tâm một cửa quý anh chị. Đó, rồi ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Aribank đây ha. Đó. Còn hướng này là ra quốc lộ 55, đi ra Dương Mịch Mai. Bây giờ em sẽ quay cho quý anh chị xem. Thì em xin nói lại, cái đường này là đường Nguyễn Thị Minh Khai ha. Còn đường này là Lê Hồng Phong ha. À, mình là gốc hai mặt tiền đường nhựa, kinh doanh buôn bán ha, hoặc là nghỉ dưỡng cũng được nha quý anh chị. Đây, chủ bao quanh bờ gạch rồi nè, từ cái mấy gạch này ha. Qua ngay gốc là 5m, chạy dài sâu vào trong là 20m. Đất mình phủ hồng toàn bộ, gốc hai mặt tiền ha. Mà giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi. Quá là rẻ nha quý anh chị. Đó. Đối diện mình là có quán cắt tóc nè. Đây. À. Yeah. Đây ngã tư này. Thị trấn Long Điền ha. Để em chạy ra Dương Mịch Mai cho quý vị xem luôn. Mình là em xin nói lại là trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Gần chợ An Ngãi, gần chợ Long Điền luôn nha quý anh chị. Vị trí kinh doanh buôn bán và giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi quý anh chị. À, quá là rẻ luôn. Đó, đường này đường Dương Mịch Mai này. Đó, đây đi lên khoảng 300m là tới chợ Long Điền ha. Đi hướng lên thành phố Bà Rịa, cách thành phố Bà Rịa khoảng tầm 3km thôi. Còn hướng này là đi xuống quốc lộ 55, đi về đất đỏ, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận nha quý anh chị. Đó, đây. Đây, đi hướng này ha. Đó, mình đắt vào đây. Trung tâm thị trấn Long Điền luôn. Đó, rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn ha. Và đây là cái sổ mình quý anh chị ha. Thửa đất số 105, tờ bản đồ 86, địa chỉ là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 100m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 40 thổ cư, còn lại cái nắm khác ha. Thời hạn đất ở lâu dài nha quý anh chị. Đây, và đây là cái thửa của mình ha, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Hồng Phong này, góc hai mặt tiền nha. Đó, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem, đất mình phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. À, đây là quy hoạch của mình nha quý anh chị, quá là đẹp luôn, góc hai mặt tiền đường nhựa luôn ha, ngay ngã ba nha quý anh chị. À, ngang là 5 nè, sâu 20m5 ha. À, phía trước mặt tiền đường nhựa mình là được 6m7 luôn nha quý anh chị. À, ngay góc cả ba luôn, kinh doanh buôn bán thoải mái luôn. À, cho quý anh chị xem khu dân cư ở đây nè, ngay trung tâm thị trấn Long Điền luôn nha quý anh chị. À, quý anh chị thấy không? À, rất là sầm uất, kinh doanh buôn bán quá tốt luôn nha quý anh chị. Gần chợ, trường học, ủy ban, gần hai cái chợ luôn ha. À, chợ An Ngãi và chợ Long Điền. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha.